Good morning, Vietnam, America. Kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas và băng tần 2035 trên Direct TV. Chào mừng quý vị đến với lại chương trình Good Morning Việt Nam America cùng với nhà báo Du Miên và Mỹ Linh ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Dạ, con chào bác. Vâng, trước hết thân mến chào cô Mỹ Linh và quý khán giả của đài VNA TV. Bữa nay là chắc có nhiều tin vui đến cho quý vị đó. Quý vị đón xem chương trình hôm nay rất nhiều tin vui, chứ không phải một tin vui. Dạ, và kính thưa quý khán giả, trước khi gửi đến cho quý vị những bản tin vui ngày hôm nay thì chúng tôi kính mời quý khán giả đến với quý cơ sở thương mại đã bảo trợ đặc biệt cho chương trình này. Cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ cho Philip Nam suốt thời gian vừa qua. Nếu quý đồng hương có những nhu cầu mua bán hay tài trợ, tái tài trợ địa ốc, xin gọi cho Philip Nam ở số điện thoại 909-576-1934. Thư viện Việt Nam hân hạnh loan báo dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng. Thư viện Việt Nam đã mời được cô Jessica Lê Nhật Yên, tốt nghiệp Đại học Cal State Fullerton về y tế cộng đồng, có bằng hành nghề, hiện diện tại Thư viện Việt Nam hàng ngày để trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ đồng hương về bảo hiểm Medicare, Medical, các chương trình phúc lợi của chính phủ, nhất là bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe, bệnh tật, thuốc men và bệnh viện phí. Vui lòng gọi 714-803-3379 và để lại lời nhắn. Cô Jessica Lê Nhật Yên sẽ gọi lại cho quý vị. Tất cả những dịch vụ này đều hoàn toàn miễn phí, quý vị không tốn bất cứ một đồng nào cả. Trong khi đó, quý khán giả nào đang đau khổ vì đi đứng khó khăn, ảnh hưởng sau khi bị tiểu đường hay mổ lưng, mổ đầu gối, cần tay chân giả hỗ trợ chân tay cho mạnh hơn, dài cho những người đi bị tiểu đường, hãy đến phòng mạch bác sĩ Trần Minh điều hành phòng mạch góc đường Cathela và Euclid. Số điện thoại 714-928-5347, lập lại 714-928-5347, nhận Medicare và bảo hiểm. Bác sĩ Trần Minh đặc biệt sẽ đến tận nhà nếu như quý vị nào không có phương tiện để đi đến phòng mạch. Cảm ơn quý cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài và hy vọng rằng quý khán giả của đài luôn ủng hộ cho những cơ sở này. Khi đến với họ, quý vị làm ơn nói là nghe và xem từ đài VNA TV của chúng ta. Cảm ơn quý vị. Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn quý khán giả và kính mong quý vị nhớ ủng hộ cho các cơ sở thương mại được quảng cáo trên đài. Và bây giờ, tin vui lớn nhất của ngày hôm nay, tàu Hồng Trầm thoát hiểm giờ phút chót. Dạ thưa bác. Vâng, kính thưa quý khán giả, đêm hôm qua, tối hôm qua, chiều hôm qua, tất cả các cơ quan như truyền thông như là CNN, MSNBC và nhiều đài từ đài số đài CBS, ABC, NBC, tất cả những đài tả khuynh đều loan tin là bà Bộ trưởng Tư pháp của New York chuẩn bị cái ngày đẹp trời, tức là trong tuần tới là bắt đầu tới sai áp, tức là tới tịch thu những tài sản khổng lồ mà danh tiếng của Tổng thống Trump như là Trump Tower hay là những cái tòa nhà vĩ đại của ông ở thành phố thương mại lớn nhất thế giới New York. Lòng ai cũng buồn nếu như mà quý vị là mang cái tâm trạng là mình thấy người hoạn nạn mà người này là người yêu nước cho nên mình lo ngủ không yên. Thế nhưng tối hôm qua đã thưa quý vị trên social media, tức là True Media của Tổng thống Trump, thì ông loan tin một cách chính thức. Tôi đọc cái bản tin này cho quý vị nghe. Peter lấy cho cái bản tin số 1. Donald Trump cho biết ông đã huy động được gần nửa tỷ đô la để thanh toán trái phiếu kháng cáo đáng kinh ngạc của mình cho tiểu bang New York sau khi ông và các công ty của mình bị phải chịu trách nhiệm về gian lận, tức là bị tòa án xử ép. Giữa lúc Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James có thể bắt đầu hành động để tịch thu tài sản của Tổng thống Trump sớm nhất vào thứ hai, thì thời hạn gửi trái phiếu hết hạn. Bộ trưởng Tư pháp chuẩn bị tịch thu khu bất động sản khổng lồ ở New York của Tổng thống Trump. Từ tối thứ Sáu, Tổng thống Trump đã đăng một loạt bài giận dữ trên Truth Social để tấn công cái phán quyết này.
bằng việc làm, bằng việc chăm sóc tài năng và may mắn, hiện tại tôi có gần 500 triệu đô la tiền mặt, một số đáng kể mà tôi dự định sẽ sử dụng trong chiến dịch của mình, tức là nộp vô để thế chừng đó. Mặc dù là không có đeo tên ông Tổng thống Angoron, ông Trung ngông cuồng tuyên bố rằng thẩm phán đã biết ý định sử dụng số tiền này cho chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 của tôi và quyết định rằng ông muốn lấy nó ra khỏi đó. Cho nên là quý vị biết là nhớ ông nói câu này có nghĩa là gì, Mỹ Linh biết không? Tức là cái tiền mà ông chuẩn bị tranh cử đó, ông lấy 500 triệu ra để ông bỏ vô đây. Cho nên cái chuyện mà vận động tranh cử của ông sẽ mất cái lực tiền. Nhưng mà đảng Cộng Hòa bên đó phát cũng đương làm một cái quỹ đặc biệt để cho bù vô cái này. Đảng Cộng Hòa không để ông cô đơn trong chuyện này. Cựu Tổng thống nổi giận nói như sau: tôi không làm sai ngoại trừ việc thắng cuộc bầu cử năm 2016 mà tôi không được dự đoán thắng, thậm chí là tốt hơn vào năm 2020 và hiện nay dẫn đầu rất nhiều vào năm 2024. Đây là chủ nghĩa cộng sản ở nước Mỹ, quý vị nghe rõ, không phải tôi nói, ở nước Mỹ này có chủ nghĩa cộng sản mà cộng sản đương điều hành đất nước này, mà Tổng thống Trump cũng nói điều đó. Trong một bài đăng trước đó không đề cập đến khoản tiền mặt được cho là 500 triệu Mỹ kim của mình, Tổng thống Trump tuyên bố rằng phán quyết về gian lận dân sự quy mô lớn chống lại ông được thiết kế để gây tổn hại về chính trị của tôi và không cho phép tôi sử dụng bất kỳ số tiền lớn nào tôi đã kiếm được trong những năm qua sự làm việc chăm chỉ, sự sáng tạo trực tiếp và siêng năng trên chiến dịch chính trị của tôi cho Tổng thống. Chiến dịch tranh cử của ông đã đưa ra những cáo buộc tương tự chống lại James trong một thông điệp gây quỹ gửi tới những người ủng hộ vào thứ Tư, coi như rắc rối pháp lý của ông là một phần trong nỗ lực có tính toán nhằm ngăn chặn nỗ lực tái tranh cử của ông. James muốn tịch thu tài sản của tôi ở New York, điều này bao gồm tháp Trump biểu tượng, tức là Trump Tower. Kính thưa quý khán giả, bây giờ là Tổng thống coi như là đã thoát, giờ này là quý vị cùng với chúng tôi vỗ tay để chúc mừng Tổng thống là có cái này. Cái tin kế tiếp chúng tôi còn hay hơn cái tin này nữa, nhưng mà đợi chúng tôi với Linh nói tin khác đi. Dạ vâng, quả thật là cựu Tổng thống Trump bây giờ tự nhiên cái trong ngày cuối tuần thì có rất là nhiều niềm vui. Ngoài cái số tiền mà coi như ông có thể thương thuyết được để có số tiền dùng cái tiền vận động tranh cử mình để vào, gọi là đó là tiền thế chân thôi nha quý vị, để vào thế chân để chắc chắn rằng là sẽ không bị phát mãi tài sản. Nhưng mà bây giờ cựu Tổng thống Trump sẽ hoàn toàn an tâm với số tiền thế chân đó sẽ không bị mất, tại vì bây giờ True Social, tức là công ty social media của cựu Tổng thống, sẽ sáp nhập cùng với một công ty khác, nâng giá trị cổ phiếu của nó lên. Như vậy cựu Tổng thống Trump đã có tiền ròng ở trong tay, sẽ có một số các cổ phiếu nhất định để mà có thể gọi là hoàn toàn an tâm để bảo vệ các tài sản của mình trước cái cuộc truy đuổi của bên phía bà Letitia James, tổng trưởng lý của tiểu bang New York. Thì sự thật về việc sáp nhập của True Social đã được chấp thuận và mang lại cho cựu Tổng thống Trump một cái nguồn tiền rất là tiềm năng. Với các cổ đông của công ty Digital Work Acquisition Corporation, gọi tắt là DWAC, đã thông qua việc sáp nhập với lại công ty True Social của cựu Tổng thống, đánh dấu sự ra mắt thị trường chứng khoán của True Social, tiềm năng mang lại 3,5 tỷ đô la cho cựu Tổng thống. Như vậy ông vẫn là tỷ phú ngon lành nha quý vị nha, dù rằng là khi mà ông còn làm tổng thống thì cũng đã bị vơi đôi chút, và rồi sau đó thì coi như quá nhiều vụ kiện cũng có chút vơi, nhưng bây giờ thì cái nguồn tiền lại trở về. Và sự sáp nhập này bị trì hoãn từ lâu giữa cái công ty mà gọi là cái việc mà công ty DWAC đó cũng như là True Social, tức là cái tên chính thức của công ty True Social đó là Trump Media and Technology Group đó, là bây giờ cuối cùng sau một thời gian trì hoãn là nó đã nhận được cái sự đồng thuận và từ các quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào hồi tháng trước, và cựu tổng thống có thể kiếm được 3,5 tỷ đô la từ thương vụ này với gần 79 triệu cổ phiếu mà ông đã kiểm soát trong công ty mới đang được sáp nhập. Cổ phiếu này đã tăng vọt giá trị trong suốt ngày hôm nay sau khi mà mở cửa ở mức khoảng 44 đô la trên một cổ phiếu. Nó tăng lên ở mức cao khoảng chừng 46,70 xu cho một cổ phiếu, rồi sau đó nó giảm xuống ở mức thấp là 38,12 đô la.
Và trước khi mà nó gọi là không có bị dao động nữa thì bây giờ nó dừng lại ở mức $44 cho một cổ phiếu trước giờ trưa giờ miền Đông. Tại bây giờ bên miền Đông là cũng giờ trưa rồi. Thì bây giờ hiện tại nó ở mức $41 cho một cổ phiếu khi mà sau khi được sáp nhập của công ty Trương Social cũng như là cái công ty GWAC. Thì bây giờ cổ phiếu đó đang rất là tốt và cơ hội tiềm năng này mang đến cho cựu tổng thống hoàn toàn có thể đảm bảo được số tiền trị giá $464 triệu liên quan đến các vụ kiện của New York. Kính thưa quý khán giả. Chúng ta lấy cho cái video ở tin số 2 của Mỹ Linh đường nói cái tin đó. Bây giờ tôi nói thêm. Tôi chọn cái bản tin của đài BBC London trong cái tin loan thì cô Mỹ Linh nói cũng giống hệt như vậy. Những cái tin mà CNN hay là những cái tin khác đó, người ta đưa những cái tin đó, cái tiền này ổng chỉ có được vậy thôi chứ ổng lấy ra khó lắm. Khó hay không khó, nhưng ít nhất ổng có một cái, tức là bây giờ ổng có được cái 3 tỷ rưỡi này đó, thì cái này đó là nó đảm bảo thiếu, rồi dạ, cái này nó là đảm người, bảo dạ. Thiếu gì người muốn nhảy vô. Ngay cả Elon Musk cũng đã hứa là sẽ có thể là sáp nhập mua cái True Media này của ổng khi mà ổng làm tổng thống đó, thì ổng không có xài cái này nữa, thì ổng Elon Musk ổng sẽ mua để ổng sáp nhập vô để ổng quấn lại với những cái đối thủ cạnh tranh của ổng. Không biết là Peter không có lấy được cái video của bên cái tin này thì nó uổng, tại vì cái tin này là cái tin mà chúng tôi muốn đưa cho quý vị thấy là quý vị coi CNN hay là MSNBC hay là NBC, ABC, CBS ngày hôm nay người ta nói toàn là những cái chuyện mà ông Trump không có sử dụng được 3 tỷ rưỡi này, nhưng mà BBC London thì người ta có nói là ông sử dụng được cái số tiền này. Sử dụng được số tiền này, cảm ơn cô Mỹ Linh, mặc dù cô Mỹ Linh không có đọc BBC nhưng mà cô Mỹ Linh cũng nói đúng là số tiền này được sử dụng để cứu nguy cho cựu Tổng thống Trump. Thưa quý vị, trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn bác. Dạ vâng, bản tin tiếp theo liên quan đến việc là Đảng Cộng Hòa phải đối mặt với một cuộc chiến nội bộ về việc gọi là cái tuổi khi mà quý vị được hưởng an sinh xã hội đó bị tăng lên. Và Đảng Cộng Hòa phải đấu tranh với nhau về việc có nên thúc đẩy sự thay đổi để giảm các chi phí về an sinh xã hội hay không. Trong đó thì một số các đảng viên bảo thủ đã tập hợp xung quanh một cái ý tưởng là tăng tuổi nghỉ hưu lên. Đảng Cộng Hòa đã thúc đẩy một sự thay đổi về an sinh xã hội, lập luận rằng việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ không cắt giảm phúc lợi và sẽ được thực hiện từ từ để không ảnh hưởng đến những người gần đến tuổi nghỉ hưu. Nhưng mà những người khác ở trong đảng cảnh báo rằng việc nói về việc trì hoãn phúc lợi an sinh xã hội trong năm bầu cử là một sai lầm chính trị lớn. Có nghĩa là người ta sẽ tức giận và sẽ có nhiều người không bầu cho Đảng Cộng Hòa nữa. Điều này là không tốt và sẽ mang lại cho Đảng Dân Chủ một cơ hội vàng để cáo buộc các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa muốn cắt giảm an sinh xã hội. Dạ vâng. Theo Thượng nghị sĩ George Hawley, ở kỳ ông nói đó là một ý tưởng khủng khiếp, hoàn toàn phản đối điều này về việc tăng tuổi nghỉ hưu, ngay cả đối với những người không có kế hoạch nghỉ hưu sớm. Ông nói đó thật là một ý tưởng khủng khiếp. Nếu Đảng Cộng Hòa muốn thuộc đảng thiểu số mãi mãi thì hãy tiếp tục và tán thành điều đó. Đảng Cộng Hòa thật là ngu ngốc. Và nếu họ muốn gặp những người mà gọi là đang phải làm việc và nói xin chúc mừng bạn đã trả tiền cho việc này cả đời và thuế tiền lương của bạn và bây giờ chúng tôi sẽ lấy đi một phần của nó khỏi bạn và chúng tôi sẽ bắt đầu với việc là bạn phải làm việc lâu hơn để chúng tôi cần có thời gian để nói về điều đó. Và lời kêu gọi cải cách về an sinh xã hội của Đảng Cộng Hòa thật sự gây chú ý. Khi mà Ủy ban Nghiên cứu của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, gọi tắt là RSC, bao gồm có 170 nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa công bố kế hoạch ngân sách trong tuần này và kêu gọi điều chỉnh một cách khiêm tốn về tuổi nghỉ hưu cho những người nghỉ hưu trong tương lai để giải quyết sự gia tăng trong tuổi thọ. Dạ thưa bà. Vâng, kính thưa quý vị, không còn nhiều thời gian thì cũng nói tin tiếp cho quý vị là cái chuyện mà bữa nay là chiều nay thế nào, cô Mỹ Linh cũng có tin cập nhật từ cái hội đồng quản trị của hai cái công ty này, khi họ sáp nhập vô họ đồng ý gật đầu đó, thì ngay lập tức Tổng thống Trump sẽ có 3 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Ngày hôm nay ngày thứ 6 là ngày người ta sẽ bỏ phiếu, có thể là bây giờ thì chưa, nhưng mà chút nữa thì người ta sẽ bỏ phiếu. Dạ, và kính thưa quý khán giả, đến đây thì kính mời quý vị vẫn giữ những băng tần của VNA TV. Chương trình sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Chào bình minh hoa ban mai lạ lơi, nhạc dịu êm vang dư âm ngàn nơi, bên khói trẻ cười trong ngọn hoa tươi. Good morning Vietnam.
Dạ, cảm ơn quý khán giả rất nhiều vẫn đang theo dõi trong phần live streaming của chúng tôi ở trên Facebook cũng như trên YouTube VNATV. Quý vị nhớ share, nhớ trở thành subscriber, trở thành follower để có thể đón xem chương trình một cách nhanh chóng nhất. Ngày hôm nay đúng là Tổng Trump có nhiều quá trời tin vui quá, ngon lành quá. Vâng, quá là ngon lành, tại ngon vì lành cái chuyện quá. Mà ông dạ. nói ở bữa hôm qua mà ông nói ông có 500 triệu đó là ông lấy cái tiền mà cái quỹ tranh cử của ông. Tại vì quỹ tranh cử ông bảo vệ cái chuyện của ông rồi bên đảng Cộng Hòa, bên PAC đó, bên cái quỹ ban đảng Cộng Hòa họ cũng hứa là họ sẽ gây quỹ để bù vô những khoản tiền mà thiếu hụt. Tức là bảo đảm là cạnh tranh về quảng cáo không thua ông Biden. Tức là họ bảo đảm cái đó, đảng mà bảo đảm thì những nhà đầu tư và đặc biệt là người đầu tư bỏ tiền quảng cáo cho ông DeSantis tối hôm qua cũng tuyên bố là tôi dồn hết tất cả những nỗ lực của tài chính của tôi để yểm trợ cho cựu Tổng thống Trump. Ông Trump ổng đưa lên ngón tay như thế này để mà ổng hoan nghênh cái ý kiến của ông nhà đầu tư. Tôi không có nói tên được nhưng mà chắc chắn cái người mà đầu tư chính bỏ tiền vô ông DeSantis, tức là thống đốc tiểu bang Florida, tối hôm qua nói là tôi ủng hộ Tổng thống Trump, tức là tiền tôi đổ hết vô cho ông, cho nên tiền sẽ đổ về Tổng thống Trump rất nhiều, quý vị yên chí đi. Riêng về cái chuyện quý vị không có rành về chứng khoán đó, tôi cũng nói rõ thêm cho quý vị biết cái chuyện này là theo hồ sơ các cổ đông bật đèn xanh, ông Trump sẽ là cổ đông chi phối với tỷ lệ sở hữu ít nhất là 58,1% của hai công ty sáp nhập này. Nó lớn vô cùng. Dạ. 58,1 công ty thỏa thuận sáp nhập kêu gọi Tổng thống Trump sở hữu khoảng 79 triệu cổ phiếu của công ty đại chúng và có thể thêm hàng chục triệu nữa nếu đạt được một số mục tiêu nhất định. Với giá cổ phiếu hiện tại của thế giới kỹ thuật số là khoảng 43 đô la. Cổ phần khổng lồ đó sẽ trị giá 3,4 tỷ Mỹ Kim, quý vị thấy không? Cho nên bây giờ là đã, thế là đã luôn. Bữa nay là tôi không tới ào ào. Tôi không cần ăn, tôi vẫn no như thường. Tại vì thật ra mấy ngày đó trong bụng mình lo, ngoài mặt mình tỉnh nhưng mà trong bụng mình phải lo. Thấy cái mặt cũng tư tư thì mình cũng thấy cũng bất lo. Nhưng mà hình không như biết tiền ở đâu. Trump, giống như cựu Tổng Trump bình tĩnh tới vậy, hình như ông đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Có lẽ tại mình không biết thì đó thì mình cũng biết. Đã nói hôm thứ tư rồi. Tại vì rõ ràng hôm thứ tư mình có nói là ông tính queo ông tính queo, ông coi như là không có chuyện gì hết trơn. Tại vì dĩ nhiên những cái tin như sáp nhập các đại công ty với nhau thì người ta phải giữ bí mật tới phút cuối cùng, chỉ có người trong cuộc mới biết, sao mình biết được. Không. Cái này đã bị lung vô. Mình phải biết cũng rồi. Phải khen ông Elon Musk. Cha đó giả đúng là giàu nhất thế giới phải rồi. Hôm gặp nhau mình tưởng ổng này là ổng sẽ bỏ tiền cho ông Trump cho mượn nha. Không. Ổng ra bây giờ ổng tuyên bố là ổng sẽ có thể mua lại True Media. Tại vì sao? Tại vì sẽ cạnh tranh với Facebook, với TikTok, với mấy quỹ kia. Cho nên là ổng sẽ mua. Có nghĩa là gì? Cái chuyện đó là chuyện thế chấp. Ở trong bóng tối mà một ông mà đại gia mà lớn nhất thế giới, ông đã giàu nhất thế giới mà nói câu đó, ông Trump cũng tỉnh đúng rồi chứ còn gì nữa. Hai người là bạn với nhau mà. Nhưng mà đúng là hàng gì cựu ông Trump không hề lo lắng, có nghĩa là ông đã biết cái tiến trình nó sẽ giải quyết như vậy, cứ để cho mình hồi hộp tới phút chót thôi, cứ nghĩ là có thể cựu Tổng Trump đã biết. Không, nhưng mà ông cũng là thủ đoạn đó, ông để cho mình hồi hộp. Thấy cái bà bọn dân chủ nhất là cùng mẹ James của New York đó, là làm như kiểu là chuẩn bị sẵn sàng xe xuất tới, là lấy hết tất cả những cái tài sản mà danh giá của Tổng thống Trump ở New York. Quý vị nhớ tôi là người đã đến Trung Tâm rồi nha. Minh hoa ban mai là lời nhạc siêu êm vang dư âm ngàn nơi, bên khói trẻ cười trên ngõ hoa tươi. Good morning Vietnam America. Bầy trẻ thơ yêu quê hương đầy vơi. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ những băng tần của VNATV để theo dõi chương trình Good Morning Vietnam America trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình này được gửi đến cho quý khán giả trên cả 4 băng tần của chúng tôi, 57.3, 16.10, 26.9 cũng như băng tần 2035 trên Direct TV. Và quý vị cũng có thể đón xem trong phần live streaming ở trên YouTube cũng như trên Facebook VNATV, trên hệ thống của Roku Box và website vnatv.com. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý khán giả lại tiếp tục đến với những bản tin của buổi sáng hôm nay. Dạ thưa bác. Peter lấy cho bản tin số 3. Tổng thống Biden bị bán bởi gia đình ông. Tranh cãi nảy lửa đã xảy ra tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ bữa hôm kia, khi các cộng sự kinh doanh cũ của ông Hunter Biden bất đồng với các thành viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện
đang tìm cách làm mất uy tín lời khai của họ. Cuộc điều tra đàn hạt Tổng thống Joe Biden do Đảng Cộng hòa dẫn đầu cáo buộc rằng ông cùng con trai là Hunter Biden có liên quan đến việc bán danh tiếng và ảnh hưởng của gia đình để đổi lấy các giao dịch kinh doanh béo bở với ngoại quốc và các khoản thanh toán bằng tiền được cho là chuyển vào những công ty trách nhiệm hữu hạn có liên kết với các thành viên trong gia đình của Tổng thống Biden. Dân biểu James Comer, Đảng Cộng hòa của tiểu bang Kentucky, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình, đã mở đầu phiên điều trần bằng một bài diễn văn. Ông cho biết như sau: "Chúng tôi đang điều tra sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà gia đình ông Biden và các cộng sự của họ đang buôn bán và có thể biện minh cho khoản thanh toán hơn 24 triệu Mỹ kim." Trong suốt cuộc điều tra đàn hạt kéo dài 15 tháng qua, dân biểu Comer cho biết ủy ban này đã xem xét đến các thư điện tử, hồ sơ ngân hàng, tin nhắn bằng văn bản và các báo cáo hoạt động đáng ngờ được gửi cho Bộ Ngân khố cũng như các bằng chứng khác, được cho là kết nối gia đình mà Biden với các giao dịch kinh doanh ngoại quốc tham nhũng. Ông nhấn mạnh như sau: "Điều rõ ràng là nhà Biden bán ông Joe Biden, đó chính là chuyện làm ăn của họ." Hai nhân chứng quan trọng chủ chốt ngày hôm 20 cũng đã ra điều làm chứng. Đó là họ khẳng định rằng gia đình của họ trực tiếp tham gia vào các âm mưu làm ăn tham nhũng với ông Hunter Biden để bán ảnh hưởng của cha ông. Hai nhân chứng đó là ông Tony Bobulinski đã trực tiếp làm chứng tại phiên điều trần, trong khi ông Jason Gananis, người hiện đang bị giam giữ, xuất hiện qua một cuộc gọi video. Cả hai ông này đều là cộng sự kinh doanh cũ của ông Hunter Biden và khẳng định rằng ông Hunter Biden đã kiếm được hàng triệu Mỹ kim nhờ vị trí cũ trong hội đồng quản trị của công ty Burisma Holding ở Ukraine. Đảng Cộng hòa cáo buộc rằng ông Hunter đã tham gia hội đồng quản trị chỉ để tận dụng tên tuổi và ảnh hưởng của cha mình lúc bấy giờ là phó tổng thống dưới thời của ông Tổng thống da đen Obama. Trở lại với cô Mỹ Linh. Và tiếp đến nữa, kính thưa quý khán giả, là bản tin liên quan đến việc Quốc hội đang chạy đua để có một ngân khoản cho chính phủ. Nếu không thì họ sẽ phải đóng cửa một phần ở trong tối ngày hôm nay. Và ngân sách ấy trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la trước khi thời hạn đóng cửa vào tối này, cho nên là đang rất là nhanh chóng để họ có thể thông qua một đạo luật đầy phức tạp bất chấp sự phẫn nộ dữ dội từ những người bảo thủ ở cả hai bên phía của Quốc hội là Hạ viện với lại Thượng viện. Hạ viện và Thượng viện còn chưa đầy 30 tiếng đồng hồ để có thể thông qua một ngân sách với lại số dự luật vốn đã được sẽ giúp cho nhiều các cơ quan của chính phủ sẽ có thể có được tiền để tiếp tục làm việc vào lúc nửa đêm ngày hôm nay. Và họ những cái cơ quan nào được phân bổ ngân sách thì họ đã có danh sách từ tuần trước rồi. Nhưng mà khi các nhà lập pháp tìm cách ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa một phần và tránh một ngày cuối tuần đầy hỗn loạn, thì khi thời hạn đó sắp đến thì các nhà lãnh đạo ở cả hai viện đang đẩy nhanh quá trình xem xét, phớt lờ những lời chỉ trích gay gắt từ những người bảo thủ của chính phủ, đặc biệt là bên phía Hạ viện, những người đang nói rằng là cái mức giá 1,2 nghìn tỷ đô la là quá lớn và tố cáo các khoản chi tiêu gọi là giống như là phung phí khác nhau ở trong biện pháp này, và lên tiếng về việc loại trừ những người đưa ra chính sách này đầy gây rất là nhiều tranh cãi, và họ nhắm đến việc những người lãnh đạo của họ đã đưa cái dự luật này lên sàn một cách không có đúng cách. Ông lãnh đạo đa số Hạ viện là ông C. Scalise đã cho biết rằng trong bất kỳ một thỏa thuận của lưỡng đảng nào, bạn đều có một số các đảng viên đảng Dân Chủ và một số đảng viên của đảng Cộng Hòa bỏ cuộc không muốn dính dáng đến. Khi được hỏi liệu ông có tin một sự thật rằng dự luật sẽ được thông qua tại Hạ viện hay không, thì ông Scalise trả lời, đúng vậy, và cái việc mà xấu ngân sách của dự luật cấp cho khoảng 3/4 chính phủ liên bang, bao gồm có cơ quan an ninh nội địa, Bộ Quốc phòng, lao động, y tế và dịch vụ nhân sinh, giáo dục cũng và chính phủ, thì cả hai bên đều tuyên bố là chiến thắng trong một cái lĩnh vực pháp lý đầy phức tạp. Đây, bản tin mới vừa có 7 phút. CBS cho biết là cuộc bỏ phiếu đã qua rồi, với thắng lợi là 236 thuận, 134 chống. Chúng tôi hân hạnh loan tin này
rất là nhanh, nhanh còn hơn Elon Musk đi phi thuyền nè. Vâng, cảm ơn cô. Dạ, nhưng mà coi như bây giờ là tạm thời không đóng cửa. Dạ, tạm thời là không đóng cửa nha như quý vị. Mà cái số tiền dành cho chính phủ là tiếp tục sẽ còn gây tranh cãi hoài. Tại vì rõ ràng chính quyền ông Biden tìm cách này hay cách kia vẫn thoát được cái vụ mà vấn đề biên giới. Không, không? Mình nhìn thấy nước Mỹ này cho người dân hồi hộp lắm. Đau tim để vô bệnh viện. Chính phủ có tiền Medicare, thấy không? Có nhiều cái tiền, có cái quỹ. Thiệt ra đó là để tới giờ chót rồi cuối cùng... Cũng tại vì mà đến... tại vì đóng cửa là mấy ông này cũng không có lương. Mấy ông diễn biểu cũng không có lương, cho nên phải lo. Kính thưa quý vị, bản tin kế tiếp cũng liên quan đến Hạ viện. Nhưng mà Hạ viện này, Hạ viện rất dân chủ. Bản tin số 4, Peter. Dân biểu Mike Johnson mời Tổng Thủ tướng Netanyahu phát biểu trước Quốc hội. Quý vị nghe tin hấp dẫn không? Trong khi dân chủ và ông Biden bữa nay là tàn nhẫn. Tôi đọc cái bản tin mà tôi vô cùng phẫn nộ, tại vì Việt Nam Cộng Hòa mình hồi đó đó, ông Nguyễn Cao Kỳ là muốn các phi công Thần Phong làm một cái chuyến bay cảm tử như là cái chuyện Thần Phong ở bên Trực Bổn, bay ra ngoài Bắc để giết Hồ Chí Minh và giết bọn Cộng sản ở Hà Nội. Thì lập tức Tòa Bạch Ốc ra lệnh là cấm không cho Nguyễn Cao Kỳ bay máy bay đi. Quý vị thấy không? Bây giờ không khác gì Ukraine muốn tấn công qua bên phía biên giới của nước Ukraine, thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ lập tức ngăn cản, không cho, nói là nếu như vậy thì sẽ cúp mấy cái viện trợ quân sự cho Ukraine. Đó, rồi ông, quý vị thấy ông Do Thái, người chính người Do Thái là ông Schumer, là cái người lãnh đạo thượng viện mà đa số dân chủ đó, cũng tuyên bố là ông Netanyahu nên bầu cử lại, tức là loại ông đó ra. Tức là quý vị thấy dân chủ là cà chớn lắm. Đây, quý vị nghe bản tin bữa nay là tôi vui cái bản tin này. Tại vì ông Mike Johnson, ông tuyên bố như sau. Ông nói với đài CNBC, tức là một trong những đài mà phe tả đó. Tôi rất muốn mời Thủ tướng Israel đến và phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội. Tức là cả lưỡng viện đó. Chúng tôi chắc chắn sẽ gửi lời mời đó. Lời mời được đưa ra khi cuộc chiến kéo dài nhiều tháng của Israel ở Gaza đã làm nổi bật tranh luận đang thay đổi trên đồi Capitol về sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Israel. Đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ có truyền thống lâu đời về việc lưỡng đảng ủng hộ Israel tại Quốc hội, nhưng trong những tháng gần đây có sự chia rẽ vì bàn tay của Biden và đảng Dân Chủ ngày càng tăng. Cho nên đảng viên Dân Chủ về chính sách của Mỹ đối với Israel đã có những thay đổi bất ngờ. Một nhóm các nhà lập pháp tiến bộ đã kêu gọi Tổng thống ra điều kiện viện trợ hoặc hạn chế viện trợ của Mỹ để tập trung vào hỗ trợ nhân đạo cho thường dân Gaza bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quân sự. Quý vị nghe tàn nhẫn không? Israel đã bảo vệ các hoạt động của mình, cho biết rằng họ có quyền tự vệ sau khi cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 khiến khoảng 1.200 người Israel vô tội thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin. Các hoạt động của Israel ở Gaza đã khiến hơn 30.000 người thiệt mạng. Tổng thống Biden đã nói chuyện với ông Netanyahu qua điện thoại hôm thứ Hai, đưa ra thông điệp kêu gọi ông tránh các hoạt động quân sự ở Rafah, bữa hôm qua chúng tôi có loan đó, khu vực có hơn 1 triệu thường dân đang gặp nguy hiểm. Các nhà lãnh đạo nước ngoài thường xuyên được mời phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội, nhưng thông lệ là lời mời đến cả Chủ tịch Hạ viện là lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện. Theo phát ngôn viên của ông Schumer, cuối cùng thì là ông Schumer cũng ok, tôi cũng đồng ý để cho ông Netanyahu, tức là sau cái quyết định của ông Johnson và đảng Cộng Hòa đã lay động được, và nhắc lại câu phát biểu của Tổng thống Trump, nếu như những người Do Thái đi bỏ phiếu cho Dân Chủ là phản bội lại dân Do Thái. Cái câu đó quý vị biết, bên Dân Chủ người ta chỉ trích, nhưng mà câu đó tác dụng vô cùng, đã thay đổi đảng Dân Chủ. Một số những lãnh tụ của Dân Chủ khác thấy cái đó ông Trump đúng. Ông nói cái điều đó đúng, những người mà ủng hộ Do Thái sẽ không đi bỏ phiếu cho Dân Chủ. Thấy không? Cho nên bây giờ là ông Schumer phải quay xe liền. Yeah. Ông quay xe liền, ông ok với ông Johnson này, mời ông Netanyahu qua để phát biểu. Tức là công nhận chính thức ổng là thủ tướng chứ không có phải thay đổi ổng nữa. Dạ. Thấy không? Mà chúng ta nhìn thấy có những cái vấn đề trong chính trị. Chẳng qua chỉ là trò chơi chính trị thôi, đưa ra hùn cái là xong. Hùn cái là xong. Dạ. Cảm ơn ông Trung, đã làm được cái chuyện đó. Là hùn cái, đảng Dân Chủ té đái trong chuyện. Xin lỗi nha,
tôi dùng cái chữ này, bây giờ cái chữ này chữ của Nhật Linh rồi, cái té đáy trong vườn này của Nhật Linh rồi, mà Nhật Linh hại quá, Nhật Linh làm Trần Thái Giang thất cử buồn quá. Trở lại cho cô Mỹ Linh. Giờ và tiếp đến nữa, kính thưa quý khán giả, là bản tin liên quan đến cảnh sát cho biết họ không có thấy có một hành động phạm tội nào bị nghi ngờ sau khi thi thể của một sinh viên của một trường đại học, đó là Riley Strand, được tìm thấy ở sông Nashville. Thi thể của một sinh viên đại học Missouri đã bị mất tích sau khi rời khỏi quán bar ở ngay trung tâm thành phố Nashville 2 tuần trước, đã được tìm thấy vào ngày hôm thứ Sáu hôm nay ở khu vực của sông Cumberland. Và không có dấu hiệu nào là đây là một tội ác. Riley Strand, 22 tuổi, đang đi nghỉ cuối tuần ở thành phố Tennessee thì bị đuổi khỏi quán bar Luxury to Bridge và do ca sĩ, nhạc sĩ đồng quê là Luck Bryan làm chủ vào ngày 8 tháng 3. Và kể từ đó thì bạn bè và gia đình của Strand không thể liên lạc được với anh ta và các cuộc tìm kiếm của cảnh sát không thành công. Và theo cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát Metro Nashville là John Rake cho biết thi thể của Strand được tìm thấy vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương sau khi những người làm việc ở trong khu vực này phát giác ra. Không có bằng chứng nào cho thấy có một điều gì đó liên quan đến việc phạm tội và có thể người thanh niên này vì say rượu đã rớt xuống sông. Và người cảnh sát cho biết trong văn phòng giám định y tế xác nhận đó là Strand đã có cái mặc áo sơ mi, đồng hồ cũng như là có đầy đủ các yếu tố nhận dạng khác đã giúp cho cảnh sát nhận dạng được. Và cuộc khám nghiệm tử thi đang được thực hiện và gia đình của Strand cũng đã được liên lạc. Cảnh sát đã lên kế hoạch tìm kiếm trong khu vực nơi thi thể của Strand được tìm thấy vào sáng ngày hôm nay. Và chúng tôi có một cái báo cáo rằng thông thường trong những trường hợp này, về chiều cao và cân nặng, có thể thấy là anh ta đã nổi lên mặt nước trong khoảng từ 14 cho đến 20 ngày. Và đây có thể là ngày thứ 14, nên chúng tôi đã thực sự mong đợi sẽ sớm được tìm thấy ông ấy. Và chúng tôi đã đến đúng chỗ và thật sự đáng tiếc, đúng là chúng tôi đã tìm được thi thể. Dạ, thưa bác. Còn 2 phút có thể loan được, có thể loan tin được. Quý vị nào mà thích uống cà phê Starbucks, quý ta lấy cho bản tin số 5. Gần nửa triệu cái cốc uống cà phê của Starbucks bị thu hồi. Lý do cái này Nestle. Quý vị mua cái tách mà cầm uống cà phê màu trắng trắng của Starbucks có cái dấu Starbucks đó, thì bây giờ nó là 440.000 chiếc cốc Starbucks này mới phát hành đây thì đã bị hư hỏng vì người ta đụng vô cái nó nóng phỏng tay. Mà có 9 người đã thưa rồi, thưa thầy vì kiện quá. Cho nên ai mua cái cốc đó ngay lập tức mang lại Starbucks để lấy lại tiền. Và nếu như ai bị phỏng thì đi bác sĩ để kiếm tí cháo. Mà kiếm tí cháo rồi thì nhớ mua cà phê Starbucks đến cho Mỹ Linh và Du Biên cũng như là ông Tổng Giám đốc đài VNA TV Lê Hoàng để chúng tôi cùng uống một ly cà phê đó. Tại vì tin này quá hay. Quý vị biết là cái cốc đó mà nó nóng lên cái là phỏng da. Mà phỏng là phỏng, mà phỏng mà lấy nước mắm mình bôi vô nó hết liền à. Việt Nam mình có cái hay. Quý vị lưu ý là trong cái phần 3 chương trình chúng tôi sẽ đưa những cái tên thuốc mà ngày hôm qua nói với bác sĩ Hữu có hình ảnh để cho quý vị vô, quý vị mua cho nó dễ. Dạ vâng, kính mời quý khán giả vẫn giữ những băng tần của VNA TV. Chào bình minh hoa ban mai lạ lơi, nhạc dịu êm vang dư âm ngàn nơi, bên khói chết tươi, trên hoa tươi. Good morning, Vietnam, America. Bầy trẻ thơ yêu quê hương đầy vơi. Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn quý khán giả, quý vị vẫn đang theo dõi trong phần live streaming của chúng tôi ở trên Facebook cũng như trên YouTube VNA TV. Cảm ơn quý vị rất nhiều và nhớ trở thành subscriber, trở thành follower để có thể theo dõi chương trình. Nói tới cái đoạn mà Starbucks bị gọi là phải recall tất cả những cái cup của mình tại vì nó quá nóng, là McDonald's cũng đã từng phải đối diện với một vụ kiện tương tự như vậy vì cà phê của họ quá nóng. Trời ơi, mà cà vụ phê kiện nóng chứ cà không phê phải nóng là quá tắc, chứ không phải là cái cốc, không phải là cái cốc nóng, không phải là cái cup nóng nha, mà họ bị kiện. Hay lắm, mà vụ kiện này luật sư của cái người mà đại diện mới là người giỏi. Chuyện kể rằng có một người phụ nữ mua một cái ly cà phê của McDonald's. Rồi xong rồi cô ta, tại vì đang tính tiền đó, thì cô mới kẹp cái ly cà phê ở giữa cái đùi. Kẹp cái ly cà phê vô đùi rồi xong sau đó thì cô trả tiền. Nhưng mà rồi lái xe đi một cái thì cái ly cà phê nó đổ. Nó đổ, thì quý vị biết đổ thì sao? Kể tiếp đi mới lên. Nó phỏng.
phỏng chỗ nào? Tổ ngay chỗ cái đùi. Ngay cái phần đùi. Họ sợ cái chuyện xúc phạm đó. Kẹp ở chỗ đó ngay mà đổ vô cái đó là nguyên cả cái khu vực đó. Nói nóng, nó tụt không được. Nhưng mà nguyên khu vực đó bị nóng. Nóng, độ phỏng, nha phỏng. Rồi xong rồi bắt đầu cổ phải đi bệnh viện chữa trị. Nhưng mà cái vết bỏng đó đúng là nó nặng hơn bình thường. Lẽ ra nếu mà cà phê bình thường khác nó sẽ không phỏng như vậy, nhưng mà rõ ràng phỏng. Tại vì khi người ta vô nhà thương là người ta tìm ra được cái nguyên nhân, tìm được cái tác hại của nó phỏng nặng hơn. Xong thế là luật sư bắt đầu nhảy vô. Nhưng mà Starbucks, nhưng mà bên phía McDonald's cũng đâu có vừa. Họ cũng nói chúng tôi đã cảnh báo, có bản cảnh báo rằng đây là cà phê nóng. Dạ, và cả các miệng cảnh báo rồi mà cô kẹp vô đó là lỗi của cổ. Nhưng mà cuối cùng cà phê để cầm uống cho biểu kẹp mà dư đứng dư chân làm gì? Dạ, mà người luật sư đó là chứng minh. Nhưng mà từ cuối cùng vụ án từ là sao? Bác sĩ này qua bác sĩ khác, cuối cùng cô đã thắng. Cô đã thắng phải không? Đến nỗi mà họ McDonald's sau đó phải đổi lại, phải change lại cái máy brew cà phê của họ luôn để mà cho nó giảm cái độ nóng. Đó, cái vụ kiện này cách đây là cũng phải là mấy chục năm. Vậy mà McDonald's thua, mà cô đó có kiện coi như là kiện hết năm này qua năm nọ, mà tới vụ này tới vụ kia, cuối cùng đền cho cổ rất là nhiều tiền. Ngoài ra McDonald's còn phải đổi luôn cả cái máy pha cái máy rượu cà phê của họ luôn. Cái khuynh hướng như thế này, cô Mỹ Linh, ở Hoa Kỳ hay là cũng như ở đâu khắp nơi trên thế giới hay có cái khuynh hướng mà ngay cả cái công lý cũng vậy, người ta cũng thiên về bênh vực người nghèo. Tức là cái anh McDonald's, anh là đại công ty lớn hàng đầu thế giới mà. Chỗ nào đi đâu chúng ta cũng thấy McDonald's hết đó. Cho nên họ có tiền tỷ, trong khi có một người bị cái này. Thì thôi, dút giận là đi, để cho vui vẻ đi chứ trời ơi. Mà người ta bị phỏng, mà phỏng cái chỗ ngay ở chỗ đó trời ơi là nó đau lắm à. Nó có để lại vết thẹo nữa. Để nào? Lại thẹo rồi yeah. Xong rồi nói ảnh hưởng tới cuộc sống của cổ, trời, luật sư đưa ra là khỏi nói. Nào là thẹo nè, ảnh hưởng tới cuộc sống nè, ra thẩm mỹ nè, rồi xong rồi làm cho cổ bị bệnh phải nằm nhà thương bao nhiêu ngày không làm việc được này kia, blah blah blah. Trời, là coi như đưa ra hết rồi, xong rồi cãi quá trời cãi. Bên phía luật sư của McDonald's cũng đâu phải vừa đâu, họ cũng đây nói rất nhiều. Cô Mỹ Linh nói cái đó, tôi cũng nhắc quý vị là cái cốc của Starbucks, người ta nói là có 9 người trường hợp bỏng nặng và phồng rộp trên ngón tay hoặc bàn tay của người tiêu dùng, và một trường hợp liên quan đến một người bị đứt ngón tay. Cơ quan này cho biết thêm một vết thương cần được chăm sóc y tế. Họ kêu gọi người tiêu dùng ngừng sử dụng cấp ngay lập tức và trả lại điểm mua để được hoàn lại toàn bộ tiền mặt hoặc thẻ quà tặng, tức là credit card, hoàn trả đầy đủ, cũng có sẵn trên trang web của Nestle. Tức là quý vị vô Starbucks, nhưng mà cái cúp này là Nestle nó làm ra, cho nên là quý vị có thể là vớt luôn cả hai nhé. Dạ, cho nên cái vụ này nó cũng hay, nhưng mà mình cũng phải khi mà người ta đã đưa ra cái gọi là recall rồi, mà nếu quý vị không tổng là mình Good morning, Vietnam, America. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ những băng tần của VNA TV để theo dõi chương trình của Good Morning Vietnam America trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, quý vị cũng có thể đón xem chương trình này trên tất cả 4 băng tần của chúng tôi, 57.3, 16.10, 26.9 cũng như băng tần 2035 trên Direct TV. Ngoài ra quý vị có thể đón xem ở trên phần live streaming YouTube cũng như Facebook VNA TV, trên hệ thống của Roku Box và website vnatv.com. Dạ, và bây giờ tiếp tục là những bản tin của buổi sáng hôm nay. Dạ, thưa bác. Vâng, kính thưa quý khán giả, bản tin kế tiếp là bản tin mà chúng tôi cũng có Mỹ Linh cũng như trong chương trình Good Morning Việt Nam America đề cập cũng khá lâu, liên quan đến cái hãng máy bay lừng danh thế giới tiêu biểu cho Hoa Kỳ, Boeing. Quý vị biết Boeing là cái người mà báo động đó, kiện bên hãng. Thì trong lúc cái vụ kiện còn đương xảy ra, và ông này là người báo động cái hệ thống an toàn của Boeing hiện bây giờ đương gặp trong mấy năm vừa qua, là cũng do những cái sự cẩu thả của Boeing đó. Ông trong lúc vụ kiện đương xảy ra đó thì ông chết bất đắc kỳ tử. Người ta cho rằng, người ta nói rằng, người ta đồn rằng ông tự tử, nhưng mà tôi không tin. Cái câu chuyện này có thể dẫn cho chúng ta một cái nghi ngờ, tại vì Boeing là tiêu biểu của Hoa Kỳ. Và đây là bản tin mới nhất buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, liên quan đến câu chuyện
quý vị còn nhớ, cô Mỹ Linh còn nhớ cái chuyện mà cái máy bay mà nó rớt cái cánh cửa xuống không? Dạ. Cách đây mấy tháng đó. Của hãng Alaska Airlines. Đó. Dạ. Thì nó rớt xuống đó. Thì rồi vừa rồi hãng American Airlines rớt luôn cái bánh. Dạ đúng rồi đó. Thì không, thì trời đại khái là những cái vụ này bây giờ những người nạn nhân đó theo luật đó thì là họ tự động được bồi thường. Tại vì bất cứ một cái thương tích hay là một sự hoảng sợ nào đó, ví dụ như đương bay gì mà hạ xuống khẩn cấp làm cho tim tôi hồi hộp, thì họ tự động họ thương lượng liền, họ sợ tốn nhiều tiền quá, họ nói thôi tôi dú dẫn anh chấp nhận cho tôi cái điều này 100.000 được không, thấy không, đợi khi luật sư nhảy vô đôi khi cái 100.000 đó nó có thể lên 1 triệu. Cho nên là cái chuyện đó là cái chuyện thường làm. Nhưng bây giờ Boeing có lẽ được một thế lực nào đó đứng là sau lưng, tôi nghĩ là đảng Dân Chủ đứng sau lưng, dụ là không có giải quyết cái này, kéo dài cho người ta nản, người ta bỏ. Đây là bản tin quý vị thấy hồi nãy chúng tôi chụp để cho quý vị thấy ở trên màn hình, cái hình Peter để chiếu lại cho người ta thấy đó. Bộ Tư pháp đương điều tra hãng Boeing, gia đình nạn nhân vụ tai nạn thắc mắc tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy. Rõ ràng không, Bộ Tư pháp là họ không đưa ra kết luận liền, họ kéo dài để cho cù cưa không bồi đền. Bản tin chi tiết cho biết như sau. Khi cái cánh cửa sổ của chiếc Boeing 737 MAX 9 vào tháng 1 năm nay bị tung ra, thì ông Mark P. Graham hy vọng nó sẽ rơi khơi mào cho một cuộc điều tra sâu hơn về hành vi của công ty Boeing. Con trai Sam của ông đã thiệt mạng vào năm 2019 trên chuyến bay 302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines, vụ thứ hai trong số hai vụ tai nạn của máy bay 737 MAX-8, tức là MAX-8, khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng. Ông giải thích, chúng tôi biết điều đó được 5 năm và tôi nghĩ phần còn lại của thế giới cuối cùng cũng nhận ra rằng đây không chỉ là những sự việc riêng lẻ mà nó còn tiếp tục. Kể từ đó, Boeing đã phải trả hàng tỷ Mỹ Kim tiền dàn xếp, nhưng công ty và các nhà lãnh đạo của nó phần lớn đã tránh được việc bị truy tố hình sự bằng cách đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp. Đây là tôi phóng cái telephone để mà tôi chửi liền cái chuyện này. Tổng thống Trump nói đúng hoàn toàn. Bộ Tư pháp họ không có giữ một cái chuyện mà chuẩn mực của công lý là phải xử công bằng. Người thiệt hại phải được bồi đền. Anh Boeing có giàu, dù đó là chính phủ Hoa Kỳ, cũng phải xử công bằng. Anh có lỗi, anh phải bồi đền cho những người mà thiệt hại, nhất là những người thấp cổ bé miệng. Quý vị thấy không? Cho nên Tổng thống Trump có đặt cái chuyện Bộ Tư pháp nghiêng như thế này, lệch như thế này là ra là đúng hoàn toàn. Tức là công lý không có đi thẳng một đường. Dạ. Tức là và rõ ràng Bộ Tư pháp dạo này là nghiêng hẳn. Bộ Tư pháp cường làm việc là cái như dạo này là nghiêng hẳn một bên. Đây là mình thấy một cái dạ, không có chính trị gì hết á. Ừ. Nhưng mà họ cũng vậy, mà chính người này nói. Và tôi đưa cho quý vị thấy bản tin mà tôi chọn bản tin trung dung nhất của cái này. Nhưng mà có thể là tại vì Boeing đó là hình ảnh của nước Mỹ. Mà dạo này không hiểu tại sao các máy bay của Boeing lúc đó thì accident này, lúc accident kia. Rồi nổi trong một tuần thôi mà American Airlines 3 sự việc liên quan đến an toàn hàng không. Cho nên là rõ ràng nó làm cho bộ mặt của nước Mỹ đây nó tệ quá, cho nên người ta phải tìm cách bảo vệ Boeing. Yeah. Tôi nói cùng Mỹ Linh nghe, tôi đọc cái bản tin mà cái ông mà chết đó, ông kỹ sư chết đó, ông mà làm việc 17 năm chết đó. Thì ổng là cái người mà cái khâu mà mình kêu là inspector, tức là kiểm tra cũng là, kiểm tra tất cả những cái gì mà an toàn không an toàn thì ổng báo lên liền, cái này không an toàn không bỏ. Có lần có bung vít thôi, bốn con vít, tức là cái cánh cửa đó là cái vụ là con vít á, bốn con vít nó không đúng tiêu chuẩn, nhưng mà vì cái nhu cầu là phải sản xuất giao hàng cho kịp mà trễ là bị phạt, tức là không giao hàng cho khách hàng cũng bị phạt. Cho nên tham vào, họ bỏ qua luôn cái bỏ cái qua đó, luôn cái bốn con vít đó. Đó là một trong 16-17 vụ mà ông này ông yêu cầu riết rồi, nó áp lực ông, nó mày nghỉ mẹ nó đi, mày làm tao mày chỉ trích hoài, tao đưa mày món tiền mày nghỉ đi, nghỉ rồi ông ra ông kiện lại. Tức là sao, cái hãng Boeing đó họ có danh tiếng, khi họ làm giàu rồi họ bắt đầu họ ẩu,
họ cạnh tranh với Airbus, họ thua Airbus nhiều lúc ở những cái món đặt hàng. Rồi bây giờ Trung Cộng họ cũng ra, nhưng mà Trung Cộng mà muốn cạnh tranh với Airbus với lại bên Boeing đó cũng phải đợi còn đến lâu lắm. 19 đời của ông Biden, ông Tập Cận Bình làm vua nữa mới theo kịp Mỹ, cho nên không có sợ cái đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái chuyện tham lam, vì làm cho kịp để giao hàng cho nên phải làm ẩu, mà làm ẩu như thế này chính phủ không can thiệp mà chính phủ đứng lại bình. Quý vị thấy cái chuyện đó vô lý hết sức. Cái chuyện này tôi nghĩ là chắc chắn là luật sư người ta sẽ là những con cú vọ để mà soi đèn vô để đòi được những khoản tiền gấp trăm lần hơn. Thì bọn Boeing này là giàu nhất thế giới luôn, giàu dễ sợ luôn. Ông chủ tịch Boeing hồi đó là bộ trưởng quốc phòng của ông Trump đó, ông Esper nhớ không? Dạ. Đó, trời ơi, nổi tiếng dễ sợ luôn. Nhưng mà họ giàu quá mà như vậy là bất công. Bất công mà bộ tư pháp là đứng theo phe họ. Là tôi thấy là cái chuyện này là rùi bu vô cùng. Đúng là cộng sản đường ở Mỹ. Dạ, và tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến cảnh sát cho biết có hai người đã bị chết và có thể là liên quan đến một tù nhân bỏ trốn ở tại Idaho và đồng phạm. Đã hai người này thì đã bị bắt nhưng mà cảnh sát cần phải gọi là điều tra nguyên nhân liên quan đến hai cái vụ giết người đó. Đây là một trong những gì mà chúng ta có thể biết là cảnh sát đang điều tra hai vụ giết người có khả năng liên quan đến một tù nhân ở Idaho và đồng phạm của anh ta, những người mà gọi là đã giúp cho anh ta trốn thoát khỏi một cái chuyến đi đến bệnh viện vào ngày thứ tư bằng cách bắn vào những người nhân viên cải huấn. Sau một cuộc truy lùng kéo dài 36 giờ đồng hồ, thì tù nhân là Skyler Meade và kẻ nổ súng là Nicholas Omfenot đã bị bắt vào ngày thứ năm ở tại Twin Falls, Idaho, ở cách nơi mà kẻ bỏ trốn đó khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ sau khi anh ta xuất hiện ngay tại trung tâm y tế của khu vực St. Alphonsus ở tại Boise. Thì theo các nhà điều tra thì đây là một cái cuộc gọi là tấn công có phối hợp và trốn thoát xảy ra vào sáng ngày thứ tư khi mà Meade đang được các nhân viên cải huấn hộ tống ra khỏi bệnh viện và những người đưa anh ta đến đó vào đêm hôm trước khi anh ta có một cái giống như có muốn tự vẫn vậy đó, gây tự làm thương tích cho mình. Và cuối cùng thì có một cái người đồng phạm đã bắn vào những người cảnh sát đó giúp người ta chạy trốn. Sau đó anh ta chạy trốn được trong vòng 36 tiếng thì có hai người bị giết. Cho nên là cảnh sát tin rằng là có thể hai người bị giết đó liên quan đến anh ta vừa mới phạm tội là trốn thoát khỏi cái sự giam giữ, rồi bây giờ phạm thêm tội giết người nữa. Cho nên tôi chồng thêm tội và bây giờ cảnh sát đang giam giữ anh ta ở một khu đặc biệt. Rồi sau đó sẽ tiếp tục điều tra hai cái chết liên quan đến người này. Dạ thưa bác. Vâng, bây giờ quý vị nghe một cái bản tin này theo cảnh ngỗng nhưng mà chuyện vui lắm. Peter lấy cho cái bản tin số 7 mà trong đó nó có cái video. Viên chức giám sát biên phòng của Biden chê chính sách biên phòng của ông Biden. Bây giờ nghe lạ không? Tin này hay chứ phải không? Tin này lạ lắm. Trong cuộc phỏng vấn tối thứ năm với đài CBS News, ông Jason Alwyn, giám đốc biên phòng của nội các ông Biden, cho biết chính phủ Hoa Kỳ cần thực hiện các chính sách nhập cư cứng rắn hơn, bao gồm cả việc bỏ tù người di cư để ngăn chặn việc vượt biên bất hợp pháp dọc biên giới phía Nam. Có khác gì cái lệnh của ông Trump thời của Tổng thống Trump làm Tổng thống đâu. Tôi nghĩ chúng ta cần xem xét lại luật tị nạn và quy định rằng chỉ những người có yêu cầu chính đáng mới có thể yêu cầu tị nạn. Đây là luật của Hoa Kỳ. Ông Biden ông phá luật Hoa Kỳ. Ông này ông phải giữ luật Hoa Kỳ tại vì anh muốn xin tị nạn, anh phải có cái lý do ông xin tị nạn. Người Việt Nam tị nạn đi qua trại tị nạn Đông Nam Á là bị thả về tại vì nó tôi đi vì tôi sợ đói ăn, là kinh tế, tị nạn kinh tế họ không cho, phải tị nạn chính trị họ mới cho vô Hoa Kỳ. Quý vị thấy không? Cho nên ông này ông giữ đúng cái luật nè, mà ông này ông dám nói như vậy là ông Biden quê lắm, tại vì giám đốc của ông mà dám nói điều đó. Đây là một cuộc phỏng vấn của ông Alwyn trong cuộc phỏng vấn đầu tiên nói bằng tiếng Anh kể từ khi đảm nhận vai trò hàng đầu tại biên phòng vào tháng 6 năm 2023. Ông nói rằng, tôi nghĩ rằng chúng ta cần có khả năng thực thi luật nhập cư có trên sách, sổ và buộc mọi người phải chịu trách nhiệm bất cứ khi nào họ bị phạm luật, tức là có quyền bắt người. Tức là cái câu này ông nói là chỉ trích ông Biden, nhưng mà
đồng ý cái chính sách của ông Abbott, tức là thống đốc của tiểu bang Texas. Khi được hỏi liệu có đề cập đến các chính sách liên bang cứng rắn hơn hay không, ông Orwin nói một cách chắc nịch: "Yes, nếu không có động lực để làm điều đó đúng cách và rất đúng cách, phải đúng cách, điều đó sẽ khiến mọi người phải chờ đợi lâu hơn một chút, nhưng phải tuân thủ luật pháp của quốc gia chúng ta. Đương nhiên, họ phải chọn đi giữa các cổng vào. Chúng ta cần phải loại bỏ vấn đề đó và bảo đảm rằng mọi người đều đi qua cửa trước." Quý vị thấy không? Tức là phải đi theo những cái tuần tự của luật pháp Hoa Kỳ, chứ không có phải mở cửa tùm lum ra, Trung Cộng, điệp viên nó vô, những tụi ăn cướp của các nước đó là nhảy vô Hoa Kỳ quá chừng trời. Mà họ cần đưa những người bất hảo này vô để chi? Để vô Hoa Kỳ tiếp tục làm việc bất hảo. Bất hảo là cái gì? Là bỏ phiếu gian lận, là không có giấy tờ vẫn đi bỏ phiếu. Ông Biden, đảng Dân Chủ cần để cướp cái chính quyền Hoa Kỳ, Cộng sản muốn cướp chính quyền Hoa Kỳ. Và tiếp đến nữa, kính thưa quý khán giả, bản tin liên quan đến một người phụ nữ tên là Carly Russell, là một người phụ nữ tại Alabama đã giả vờ bị bắt cóc. Và cuối cùng thì cô ta đến nhận tội để tránh phải ngồi tù. Carly Russell, người phụ nữ ở Alabama, thừa nhận đã giả vờ bị bắt cóc vào hồi năm ngoái, đã xin lỗi trước tòa án vào ngày thứ Năm sau khi đã nhận về hai tội nhẹ, đó là tội khai man cảnh sát. Russell, 26 tuổi, nói trong phòng xử án ở tại Bessemer, đã để mà được nghe tuyên án: "Tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi cố gắng để mà vượt qua nhiều các vấn đề về cảm xúc và căng thẳng khác nhau." Xin ban kỹ thuật cho Mỹ Linh là cái news number 6. Dạ. Rồi tiếp đến nữa thì quý vị thấy rằng là đây là một cái người cũng rất là đặc biệt ha. Dạ, và cái cô tên là Russell, 26 tuổi này, nói trong phòng xử án là: "Cô đã phạm tội và tôi vô cùng hối hận vì cái sự hoảng loạn, sợ hãi, nhiều cảm xúc tiêu cực khác nhau đã xảy ra trên khắp đất nước. Tôi muốn đặc biệt được thừa nhận và chịu trách nhiệm về nỗi đau và xấu hổ mà tôi gây ra cho gia đình, cũng như bạn bè và tất cả những người trực tiếp tham gia và nỗ lực tìm kiếm tôi." Cô đã bị kết án một lần và sẽ có bị là 1 năm quản chế có giám sát, 100 giờ phục vụ cộng đồng và đền tiền 17.974 đô la và 88 xu cho thành phố Hoover của tiểu bang Alabama vì thành phố tốn vâng, tiền. Mình và quý thực cho thêm chừng một vài giây nha. Kính thưa quý vị, cổ đông đã bỏ phiếu đồng ý, đồng ý từng có tiền rồi. Tối nay cô Mỹ Linh sẽ nói tin này với quý vị. Dạ, cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị một ngày an lành. Chào bình minh hoa ban mai lạ lơi, nhạc dịu êm vang dư âm ngàn nơi, bên khói trời tươi, trong ngõ hoa tươi. Good morning.